Thưa quý vị, đội ngũ nhà giáo được coi là chìa khóa then chốt, đóng vai trò quyết định để nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường cao đẳng nghề trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Những năm qua, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giáo dục nghề nghiệp đã được quan tâm nhưng vẫn đang đối diện với nhiều thách thức. Ghi nhận thông qua hội giảng nhà giáo, giáo dục nghề nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2023 đang được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Lần thứ ba được tổ chức, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2023 thu hút sự tham gia của 83 nhà giáo thuộc 28 cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ. Mỗi giảng viên sẽ trình giảng các tiết gồm cả lý thuyết thực hành và bài giảng tích hợp. Hội giảng được tổ chức theo tiêu chí bám sát thực tiễn thị trường lao động, chú trọng kinh nghiệm thực tiễn và năng lực nghề nghiệp trong kỷ nguyên số, phương pháp dạy học hiện đại. Xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Vì thế cái vai trò của nhà trường, vai trò của các thầy cô là rất quan trọng. Các trường sẽ có những cái khu trưng bày về các cái sản phẩm khoa học, các sản phẩm thực hành cũng như là các cái sản phẩm nghiên cứu chuyển giao cho các đơn vị, các doanh nghiệp. Theo số liệu từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, hiện cả nước có hơn 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với gần 84.000 giảng viên, giáo viên dạy nghề. Những thay đổi của thị trường lao động trong điều kiện của cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho giáo dục nghề nghiệp nói chung, giáo dục nghề nghiệp ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng, những yêu cầu thách thức mới trong công tác dạy và học. Thì ngoài cái việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho anh em đi học nâng cao trình độ, thạc sĩ rồi tiến sĩ rồi các cái chương trình nâng cao, thì chúng tôi còn chú trọng thêm sang cái việc là nâng cao cái tay nghề về kỹ năng thực hành cho các nhà giáo, cũng như là việc nâng cao cái năng lực nghiệp vụ trong giáo dục nghề nghiệp và việc tham dự những cái hội thi, hội giảng các cấp tỉnh, cấp bộ và cấp toàn quốc là những cái điều kiện rất tốt cho cái đội ngũ giảng viên của nhà trường để nâng cao cái năng lực. Hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của thành phố Đà Nẵng đã phát triển đa dạng về loại hình và trình độ đào tạo, tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho nhiều người có nhu cầu học nghề và cung cấp số lượng lớn nguồn nhân lực có chất lượng cho nền kinh tế. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp không chỉ đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động mà còn giúp cơ sở đào tạo nâng cao vị thế thu hút học viên. Đối với bản thân của một giáo viên trong thời đại công nghệ 4.0, chúng tôi phải áp dụng được công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, thiết kế những mô hình, những bài giảng ảo, thầy giáo ảo, cô giáo ảo để mà áp dụng vô bài học. Hiện nay tại trường chúng tôi không chỉ là đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền Trung Tây Nguyên, cả nước, mà chúng tôi còn đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường quốc tế. Vì vậy, bản thân là giáo viên, chúng tôi không những giỏi về lý thuyết, kỹ năng và chuyên môn, mà chúng tôi còn phải giỏi về tin học và ngoại ngữ. Việc phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp, trong đó có phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực, có kỹ năng nghề cho phát triển của đất nước. Đây cũng được xác định là giải pháp đột phá trong chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030.